báo Hàn Quốc liên tục dùng những phép màu và kỳ diệu để mô tả huấn luyện viên Park Hae-seo. Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên tiếng vang lớn ở giải U23 châu Á 2018, hôm nay U23 Việt Nam dưới thời ông Park đã vào chung kết và sẽ chạm trán đối thủ mạnh là Uzbekistan. Trên màn hình tiến tới trận đấu cuối, thay cho Park Hae-seo đã bỏ lại phía sau nhiều tên tuổi như U23 Australia, Isaac hay Quata theo trợ lý Lê Huy Khoa, bí mật đằng sau thành công của huấn luyện viên Park Hae-seo nằm ở tài lãnh đạo. Trả lời tờ báo Han Kibu, người được ví như cánh tay phải, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết lời nói của ông Park có sự lan tỏa và trở thành nguồn động viên to lớn thúc đẩy cầu thủ. Tới đây, trợ lý Khoa thuật lại diễn biến trong phòng thay đồ ở trận bán kết gặp Qatar. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, sau khi bị dẫn 0 một, Ông Park nói rất nhiều với học trò và nhà cầm quân xứ Kim Chi lên dây cót tinh thần cho cầu thủ. Tại sao thể hiện bộ mặt như vậy? Các cậu không cuốn chiến thắng ngơ, các cậu không muốn chiến đấu ư? Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Trợ lý khoa cho biết trong quá trình truyền tải ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang-seo cho cầu thủ U23 Việt Nam từ tập trung liên tục được trợ lý khoa phiên dịch. Theo đó, chiến lược gia 61 tuổi được kể lại và luôn kêu gọi học trò phát huy tinh thần chiến đấu và các cầu thủ lĩnh hội rất nhanh những gì vị thuyền trưởng nói. Ông Park thường xuyên có những lời động viên và kêu gọi học trò hãy chiến đấu vì mọc cờ sắc áo tổ quốc. Điều đó như chạm vào trái tim họ, trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh. Ông đánh giá huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như tâm lý dù đã ngoài 60 tuổi, tâm hồn của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc như chỉ mới 30, sức mạnh trong tiếng nói của huấn luyện viên Park Hang Seo lan tỏa mãnh liệt đến học trò. Chỉ mới dẫn dắt các cầu thủ 3 tháng, chiến lược gia xứ Kim Chi đã tạo ra niềm tin to lớn cho các cầu thủ và khiến họ nghe theo dẫn dắt. Chia sẻ về một kỷ niệm khó quên cho thấy, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn quan tâm đến cầu thủ, trợ lý Khoa nói. Còn nhớ trước trận bán kết, tiền vệ Đức Huy nhận được tin buồn khi một người thân qua đời. Ông Park lập tức an ủi và động viên tinh thần cầu học trò. Cả đội cùng quyên góp ít tiền để gửi cho gia đình Huy lo hậu sự. Tiền vệ Đức Huy sau đó vượt qua được cú sốc mạnh rất nhanh, có thể bình tĩnh gửi lời cảm ơn đến toàn đội trong buổi ăn tối. Trợ lý Khoa cho biết để khoảnh khắc đó rất xúc động, đồng thời làm nhiều cầu thủ khác khán phục huấn luyện viên Bắc Khanh Seo hơn khi thấy một người thầy quá là tâm lý.